Hello, xin chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với review. Và bên cạnh những chiếc smartphone, chúng ta còn có một cái thị trường khác, đó là những chiếc máy tính bảng. Và đây dường như là sân chơi riêng của Apple với những dòng sản phẩm iPad của mình qua các năm. Và trong video này thì mình sẽ tư vấn cho bạn một cái sản phẩm iPad đáng mua nhất ở trong tầm giá từ 7-8 triệu đồng. Và đó chính là chiếc iPad 2018, một cái sản phẩm mình đang cầm trên này đây. Và cùng với đó sẽ là một chương trình đặt hàng riêng cho sản phẩm này, để các bạn khi đặt hàng trước thì sẽ nhận được rất nhiều khuyến mãi quà tặng, đặc biệt là chương trình giảm giá trực tiếp vào giá bán của máy so với giá của website. Còn trước bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu lý do tại sao lại đáng mua nhé. Đầu tiên, iPad 2018 là một sản phẩm mới ra mắt năm ngoái nên không sợ bị lỗi thời. Chính xác, ngay từ cái tên của nó thì chúng ta đã có thể thấy được là nếu bạn mua chiếc iPad này thì sẽ không phải lo lắng về vấn đề máy bị lỗi thời. iPad 2018 chính thức chào thế giới vào tháng 3 năm 2018 và tính đến nay thì máy vẫn chưa tròn 1 năm tuổi, trong khi những thiết bị cũ hơn, tiêu biểu như là iPad 4 thì vẫn còn đang tồn tại đầy ở trên thị trường. Chắc chắn khi chọn mua iPad 2018 thì bạn sẽ thoải mái sử dụng một cách ngon lành, ổn định trong một khoảng thời gian dài. Là dòng iPad thế hệ mới nên Apple đã trang bị cho chiếc máy này một con chip Apple A10 Fusion tương tự như trên bộ đôi của iPhone 7 và iPhone 7 Plus, hiện vẫn còn đang rất mạnh mẽ ở thời điểm hiện tại. Nếu bạn cần một chiếc máy tính bảng để chơi game nặng hay là giải trí thì iPad 2018 là một sản phẩm được làm ra để dành cho các bạn. Và ngoài ra, với sức mạnh đến từ con chiếc A10 Fusion này, khả năng gắn bó của iPad 2018 một lần nữa được khẳng định có thể gắn bó lâu dài với người dùng. Và thêm một điểm nữa của iPad 2018 so với thế hệ iPad 2017 năm ngoái, đó là năm nay chúng ta đã có sản phẩm đẹp hơn này, mỏng hơn, nhìn trông sexy hơn, nó gần như là chiếc iPad Air rất mỏng và đẹp, đây là một điểm cộng rất là lớn. Tiếp theo đó là iPad 2018 thì có khả năng chụp ảnh đẹp như smartphone. Từ trước tới nay thì không có nhiều người quan tâm tới camera của iPad vì lý do rất là dễ hiểu thôi, camera của nó chẳng có gì tượng cả, gần như là sinh ra cho có. Tuy nhiên thì Apple gần đây đã thay đổi điều này, kể từ thế hệ iPad Air 2, không chỉ có màn hình đẹp mà còn camera cũng rất tuyệt vời so với những thế hệ iPad tiền nhiệm, và điều này tiếp tục được duy trì trên thế hệ iPad 2018. Chỉ với camera iSight đơn cảm biến là 8 megapixel thì iPad 2018 bất ngờ sở hữu khả năng chụp ảnh bá đạo, vượt trội hơn bất kỳ đối thủ nào trong tầm giá. Ảnh chụp ra thậm chí ăn đứt cả một vài chiếc smartphone ở trong phân khúc tầm trung, dù chúng có được trang bị tới 2 camera. Đánh giá chung về chất lượng ảnh chụp từ iPad 2018 thì ảnh luôn luôn chân thực, chính là đặc điểm chung của camera trên những dòng sản phẩm của Apple. Bên cạnh đó thì màu sắc, độ sáng, độ tương phản được xử lý rất là ổn, hài hòa, không quá định mắt nhưng cũng không hề nhạt nhẽo. Các bạn có thể hoàn toàn sử dụng những hình ảnh chụp từ iPad để có thể chỉnh sửa với các ứng dụng tải về từ bên thứ ba nếu nhu cầu. Và điều mình muốn nhấn mạnh ở đây đó là chiếc iPad 2018 bên cạnh hiệu năng khỏe này, màn hình lớn và thời lượng pin trâu, thì các bạn cũng đừng quên rằng chiếc máy này có thể sử dụng cho việc chụp ảnh trong một vài trường hợp cần thiết với camera chất lượng được đánh giá rất cao. Và mình tin rằng sẽ có nhiều ý kiến trái chiều về việc cầm iPad đi chụp ảnh, tuy nhiên thì Apple không nghĩ như vậy và hãng vẫn tự tin trang bị cho sản phẩm của mình một cái sản phẩm iPad của phiên bản, một cái phần cứng camera rất tốt, với cái hàm ý rằng những dòng sản phẩm của họ thì đều có thể làm được những cái việc phi thường. Và lý do thứ ba đó là đây là những sản phẩm mới 100%, giá siêu rẻ. So với thời điểm này năm trước thì iPad 2018 mới 100% còn giá bán rẻ hơn rất nhiều so với thế hệ iPad 2017. Đây là những sản phẩm mới 100% nguyên siêu, chưa qua sử dụng, chưa active, và khi active lên thì sẽ có đầy đủ 12 tháng trên hệ thống của Apple. Tất cả những dòng iPad nói chung đều được bảo hành toàn cầu, nên đây sẽ là một lợi thế rất lớn mà các bạn khi sở hữu iPad 2018 mới thay vì những dòng sản phẩm cũ đã qua sử dụng. Ngoài ra, đối với một sản phẩm mới 100% nguyên hộp như iPad 2018 thì các bạn sẽ còn được sở hữu thêm bộ phụ kiện chuẩn xịn đến từ Apple, bao gồm củ sạc có dòng điện đầu vào rất là cao, dây sạc Lightning và bộ sạc dẫn sử dụng. Quan trọng nhất chính là bộ sạc cáp, bởi chúng rất khó tìm mua thị trường, chất lượng thật giả cũng rất khó để phân biệt. Và cái sản phẩm mình đang nói tới ở trong video này đó chính là những chiếc iPad 2018 phiên bản Wi-Fi Only. Và cùng với đó thì có một câu hỏi được đặt ra rất nhiều, đó là iPad 2018 bản Wi-Fi thì có dùng được FaceTime hay là iMessage hay không? Thì mình trả lời là có và hoàn toàn sử dụng bình thường, ổn định. Khác biệt duy nhất giữa bản Wi-Fi Only và phiên bản LTE đó là máy có trợ khay SIM và một cái dải anten. Đây như mình đang cầm đây chính là phiên bản 4G LTE, bởi vì mình chưa có sẵn phiên bản Wi-Fi Only để cầm nên mình cầm tạm chiếc máy này. Đây cũng có thể coi là một lợi thế của iPad 2018 phiên bản Wi-Fi Only so với phiên bản LTE, đó là mức giá bán chênh lệch rất là lớn. Nếu không thật sự cần khe cắm SIM thì việc mua iPad 2018 phiên bản Wi-Fi sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được một khoản tiền khá nhiều để dành cho những công việc khác mà mọi tính năng gần như là tương tự, điển hình trong đó là khả năng nhắn tin iMessage và trò chuyện với bạn bè, người thân qua video và ứng dụng FaceTime.
Và trên đây là những chia sẻ nhanh của mình về chiếc iPad 2018 phiên bản Wi-Fi only. Nếu nào có nhu cầu mua iPad, đặc biệt là chiếc iPad 2018 bản Wi-Fi này, thì có thể đặt hàng tại link đặt hàng mình sẽ để ở phần mô tả dưới video. Khi tham gia đặt hàng thì các bạn sẽ được khuyến mãi giảm giá trực tiếp 200.000 đồng so với giá bán trên website. Và ngoài ra, các bạn cũng sẽ được tặng kèm thêm một bao da cao cấp để bảo vệ máy, hỗ trợ trả góp 0% thủ tục nhanh gọn. Thời gian đặt hàng cho chiếc iPad 2018 phiên bản Wi-Fi only mới 100% này sẽ kéo dài từ khi video này lên tới hết ngày 7 tháng 3 năm 2019. Và vào ngày 9 tháng 3 thì mình sẽ trả hàng dành cho những ai đã đặt cọc trước. Và các bạn cũng cần lưu ý đó là lô hàng này với mức giá rất thơm như vậy là một sản phẩm mới 100% thì có số lượng không nhiều. Nếu bạn nào đang quan tâm thì hãy nhanh tay quyết định để sở hữu ngay được chiếc iPad xịn sò này. Và video mình tới đây là kết thúc. Link sản phẩm và link đặt hàng mình sẽ để ở dưới mô tả video để cho bạn tham khảo cũng như đặt hàng nhanh hơn. Và các bạn có đánh giá gì về chiếc iPad 2018 này? Theo bạn thì nó có đáng mua không? Và khi mua về thì nó sẽ sử dụng trong khoảng thời gian bao lâu nữa? Thì hãy để lại ý kiến của bạn ở ngay dưới video này cho mình và mọi người cùng biết. Và đừng quên bấm đăng ký kênh, bấm chuông theo dõi để luôn cập nhật những thông tin công nghệ mới nhất. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.